Hello chào các bạn nhé, rất vui khi các bạn quay trở lại kênh Sơn Zim. Thì trong video này mình sẽ nói về việc đóng thuế thu nhập YouTube tại Việt Nam, tức là đóng thuế theo luật thuế tại Việt Nam nhé, chứ không phải là khoản thuế mà YouTube tự động trừ, Google Adsense tự động trừ của chúng ta trong tài khoản Google Adsense nhé. Bởi vì là hiện tại khi mà chúng ta làm YouTube, có thu nhập trên YouTube, chúng ta sẽ cần phải đóng hai khoản thuế nếu như đủ điều kiện. Khoản đầu tiên đó chính là thuế Hoa Kỳ dành cho những nhà sáng tạo bên ngoài Hoa Kỳ. Về khoản thuế này thì đã được YouTube, chính xác hơn là Google, đã tự động trừ trong tài khoản của AdSense của chúng ta trước khi thanh toán tiền cho chúng ta. Đó. Và số tiền thuế bị trừ đó là 30% của phần doanh thu có được từ Hoa Kỳ. Tức là chỉ phần doanh thu mà có được từ những lượt xem, những lượt nhấp chuột từ Hoa Kỳ thì mới bị tính thuế nhé. Còn phần doanh thu có được từ những lượt xem ở Việt Nam hay là các quốc gia khác không phải Hoa Kỳ thì sẽ không phải mất thuế Hoa Kỳ. Đó. Các bạn hãy nhớ là phần thuế này là 30% của phần doanh thu có được từ Hoa Kỳ. Nhưng để mà không phải đóng thuế cho phần doanh thu có được từ những lượt xem tại các quốc gia khác bên ngoài Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ cần phải gửi thông tin thuế trong tài khoản của AdSense nhé. Nếu mà chúng ta không gửi thông tin thuế trong tài khoản của AdSense thì sẽ bị tính thuế là 24% cho doanh thu có được từ tất cả các quốc gia. Về cách khai thuế như thế nào thì trong một video trước đó mình cũng đã hướng dẫn rất là chi tiết rồi. Mình sẽ để lại đường link ở phía dưới mô tả video nhé. Rồi, tóm lại là về phần thuế Hoa Kỳ này là Google sẽ tự động trừ trong tài khoản của AdSense. Chúng ta sẽ không cần phải lo thủ tục đóng thuế như thế nào. Và mình cũng đã có một video nói rất chi tiết về phần thuế Hoa Kỳ này rồi. Đó chính là video có tiêu đề hiểu rõ về việc khấu trừ thuế thu nhập YouTube. Đó, các bạn có thể xem video đó để mà hiểu rõ hơn về phần thuế Hoa Kỳ này. Mình sẽ để lại đường link của video đó dưới phần mô tả của video này nhé. Còn trong video này mình sẽ nói riêng về việc đóng thuế thu nhập YouTube tại Việt Nam, tức là đóng thuế theo luật thuế tại Việt Nam, đóng cho người Việt Nam chúng ta. Có nghĩa là phần thuế bên trên như mình đã trình bày bên trên, đó chính là phần thuế Hoa Kỳ. Chúng ta đóng cho đất nước Hoa Kỳ từ những doanh thu có được từ Hoa Kỳ. Đó. Còn tất cả các doanh thu còn lại, nếu mà đủ điều kiện thì chúng ta sẽ cần phải thực hiện đóng thuế tại Việt Nam nữa nhé. Vậy thì việc đóng thuế thu nhập YouTube tại Việt Nam như thế nào? Những YouTuber nào cần phải đóng? Cách đóng như thế nào? Và nếu không đóng thì có làm sao không? Thì mình sẽ giải đáp cho các bạn ngay bây giờ. Theo điều gì đó, khoản gì đó hay là nghị định bao nhiêu gì đó, nói chung là mình không chuyên về luật cho nên là mình sẽ nói chung là theo quy định của nhà nước đi. Theo quy định của nhà nước thì kiếm tiền trên YouTube, Facebook v.v. đều thuộc vào trường hợp kinh doanh phải đóng thuế. Và việc đóng thuế YouTube, Facebook sẽ được tính như sau. Sau đây mình sẽ gọi chung là đóng thuế YouTube nhé. Việc đóng thuế YouTube sẽ được tính như sau. Đối với cá nhân có thu nhập từ YouTube, tức là nếu bạn làm YouTube cá nhân ấy, không mở công ty doanh nghiệp ấy, thì điều kiện cần phải đóng thuế là như sau. Nếu doanh thu dưới 100 triệu trên một năm thì sẽ không phải đóng thuế nhé. Còn nếu như mà doanh thu từ 100 triệu trên một năm trở lên thì các bạn sẽ cần phải đóng thuế nhé. Và tổng số thuế cần phải đóng là 7% thu nhập YouTube của bạn. Trong đó là có 5% là thuế giá trị gia tăng, còn 2% đó chính là thuế thu nhập cá nhân. Tức là tổng số thuế chúng ta cần phải đóng là 7%. Ví dụ như các bạn có thu nhập YouTube là 100 triệu thì sẽ phải đóng tổng số thuế là 7 triệu. Thu nhập 1 tỷ là phải đóng 70 triệu, đó là như vậy thôi. Rồi, đó chính là đối với cá nhân. Tiếp theo là đối với doanh nghiệp có thu nhập từ YouTube, có nghĩa là kênh của bạn là kênh của doanh nghiệp, kênh của công ty chẳng hạn. Các bạn mở công ty để mà làm YouTube hay là kênh YouTube của bạn thuộc về công ty chẳng hạn thì các bạn sẽ phải đóng thuế theo dạng doanh nghiệp. Cụ thể như sau. Đối với thuế kinh doanh trên YouTube dành cho doanh nghiệp, đó chính là dù các bạn có thu nhập nhiều hay ít thì vẫn sẽ phải đóng thuế, chứ không phải trên 100 triệu mới phải đóng như kiểu là cá nhân. Và tổng số thuế các bạn cần phải đóng đối với doanh nghiệp đó chính là 30% doanh thu. Trong đó 20% là thuế thu nhập doanh nghiệp, còn 10% là thuế giá trị gia tăng. Đó là như vậy. Và có một câu hỏi được đặt ra, đó chính là có được khấu trừ chi phí khi mà đầu tư vào làm YouTube hay không? Có nghĩa là trong quá trình làm YouTube các bạn sẽ cần phải bỏ ra rất nhiều chi phí, nào là mua máy quay, máy tính hay là mua sản phẩm để review các kiểu, thì có được trừ đi chi phí để mà tính thuế hay không? Thì câu trả lời đó chính là sẽ không được trừ đối với cá nhân nhé. Còn doanh nghiệp thì sẽ được trừ. Đó, có nghĩa là các bạn mà trong tháng đó các bạn thu được 100 triệu từ YouTube nhưng mà phải chi đi 50 triệu để mà làm chi phí thì các bạn chỉ có lợi nhuận là 50 triệu cho nên là chỉ bị tính thuế đối với phần lợi nhuận 50 triệu đó thôi. Đó là đối với doanh nghiệp thôi. Còn cá nhân thì Kể cả các bạn có doanh thu 100 triệu mà chi phí các bạn bỏ ra bao nhiêu thì cũng không được trừ nhá. Vẫn phải lấy hết 100 triệu để mà tính thuế. Đó, như vậy. Do vậy trong trường hợp bạn nào mà cần phải đầu tư rất nhiều tiền để mà làm YouTube chẳng hạn thì các bạn có thể cân nhắc mở doanh nghiệp để mà khấu trừ đi phần chi phí sản xuất, không phải đóng thuế nhá. Tuy nhiên các bạn cần phải nhớ là thuế đối với doanh nghiệp là 30% chứ không phải là 7% như cá nhân. Cho nên là không phải là cứ mở doanh nghiệp là sẽ có lợi đâu. Như vậy thì cách đóng thuế như thế nào? Thì cái này chúng ta lại phải chia thành hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là nếu như kênh của bạn không tham gia network, tức là các bạn tham gia Google Adsense, nhận tiền trực tiếp từ Google Adsense, thì các bạn phải tự mình lo đi khai thuế và nộp thuế nhé. Các bạn hãy ra chi cục thuế nơi các bạn sinh sống, thường là ở quận hoặc là huyện, để mà hỏi, các bạn sẽ được hướng dẫn các thủ tục để mà khai và nộp thuế nhé. Nói chung là các chi cục thuế này họ có nhiệm vụ phải thu thuế, cho nên là họ sẽ hướng dẫn rất là đầy đủ thôi, không phải lo gì cả. Các bạn cứ ra đó sẽ cần những gì thì sẽ được nhân viên họ hỗ trợ. Rồi, trường hợp thứ hai, nếu như kênh của bạn tham gia network chẳng hạn thì thường là các network sẽ giúp các bạn khai thuế và khấu trừ thuế để mà đóng thuế cho bạn luôn. Tất nhiên thì hai bên cũng có thể trao đổi thương lượng xem là các bạn tự lo đóng thuế hay là nhờ network đóng cho, kiểu vậy. Tất nhiên là họ cũng sẽ trừ doanh thu của chúng ta để mà đóng thôi. Chẳng qua là chúng ta sẽ không phải mất công, chúng ta sẽ không phải tự mình lo thủ tục kiểu vậy thôi. Tất nhiên thì chỉ có các network tại Việt Nam thì họ mới rõ luật thuế tại Việt Nam, họ mới có thể đóng thuế cho chúng ta. Còn trường hợp mà chúng ta tham gia các net của nước ngoài thì chúng ta vẫn sẽ phải chủ động để mà tự mình đi đóng thuế nhé. Tóm lại, trong trường hợp mà các bạn phải tự mình lo việc đóng thuế thì các bạn hãy ra chi cục thuế nơi các bạn sinh sống để mà làm thủ tục mở mã số thuế, khai thuế rồi thì nộp thuế các kiểu. Một số chi cục thuế họ sẽ yêu cầu chúng ta phải làm giấy phép kinh doanh thì các bạn sẽ cần phải làm nhé. Cái này thì hình như là tùy từng địa phương, có chỗ yêu cầu còn có chỗ thì lại không. Bởi vì là mình có một số người bạn cũng làm YouTube, có một số người đi đóng rất là bình thường, không phải làm giấy phép kinh doanh, nhưng mà có một số người lại cần phải làm. Ở chỗ mình cũng cần phải làm. Lần đầu tiên mình đi đóng thuế cũng rất là lằng nhằng, bởi vì là các chị bên thuế ở chỗ mình họ cũng chưa ai đóng thuế YouTube, cho nên là họ cũng dành khá nhiều thời gian để mà tìm hiểu. Ngày đầu tiên mình ra đến đấy rồi họ cũng chưa biết phải làm thế nào, cho nên là hẹn mình vài ngày sau khi họ tìm hiểu thì họ mới gọi mình ra và hướng dẫn mình các thủ tục để mà đóng thuế và chỉ mình đi làm giấy phép kinh doanh, sau đó là mới quay trở lại hoàn tất nốt các thủ tục để mà đóng thuế. Nói chung là chỗ mình chưa có ai đóng thuế YouTube bao giờ. Hình như là mình là người đầu tiên làm YouTube đi đóng thuế hay sao ấy, ở chỗ chi cục nơi mình sinh sống ấy, cho nên là nó hơi mất công. Nói chung là về công việc tìm hiểu các thủ tục đóng thuế là các bạn không cần phải lo đâu. Bên thuế sẽ lo hết cho các bạn, bởi vì là họ có nhiệm vụ phải tìm hiểu, hướng dẫn thủ tục cho chúng ta. Đó, nói chung là các bạn cứ ra thuế hỏi sẽ rất là rõ ràng thôi. Khi mà các bạn ra làm các thủ tục tại chi cục thuế thì các bạn đừng quên bảo họ là mở ngay cho mình một tài khoản thuế điện tử nhé, để mà những lần sau chúng ta khai thuế và đóng thuế online luôn cho nó tiện lợi. Hiện tại thì bản thân mình cũng toàn là đóng thuế online thôi. Hàng tháng cứ mỗi lần nhận được tiền YouTube là mình vào mạng khai thuế, sau đó là đợi khoảng 5 ngày là mình đăng nhập vào tài khoản ngân hàng MB Bank để mà đóng thuế online, không cần phải ra bên chi cục thuế, rất là tiện. Cứ mỗi lần nhận được tiền là chỉ cần dành khoảng 5 phút để mà vào khai thuế và nộp thuế là xong. Rồi, câu hỏi tiếp theo đó chính là nếu như không đóng thuế thì có làm sao không? Thì tất nhiên là có làm sao rồi. Nếu như bạn chậm nộp thuế thì bạn sẽ cần phải đóng thêm tiền chậm nộp, đó là 0,03% trên ngày tính trên số tiền chậm nộp, tức là mức tiền chậm nộp các bạn cần phải đóng thêm bằng số tiền chậm nộp nhân với 0,03% nhân số ngày chậm nộp. Đó, đây chính là số tiền các bạn sẽ cần phải nộp thêm nếu như các bạn chậm nộp. Chậm nộp ngày nào thì các bạn sẽ phải tính thêm ngày đó thôi. Cái này giống như kiểu là các bạn phải đóng thêm phần lãi suất mà các bạn nợ cơ quan thuế, các bạn hãy hiểu là như vậy. Rồi, chưa hết đâu nhá, đây chỉ là phần số tiền chậm nộp thôi. Ngoài ra thì nếu như bạn không kê khai đóng thuế theo quy định hoặc là chậm kê khai, chậm đóng thuế theo quy định thì tùy vào hành vi, tùy vào mức độ có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí có thể bị xử lý hình sự là đi tù. nếu như quy vào tội trốn thuế hay là gian lận thuế nhá. Thực tế thì mình cũng chưa nghe trường hợp nào phải đi tù về thuế YouTube cả, nhưng mà còn trường hợp bị phạt tiền thì đã rất nhiều người bị phạt rất là nhiều tiền rồi nhá. Cho nên là các bạn nên đi khai và nộp thuế càng sớm càng tốt nhé, nếu mà đủ điều kiện nhé. Hiện nay thì có rất nhiều bạn có thu nhập YouTube đủ lớn rồi, hoàn toàn đủ điều kiện nộp thuế rồi, nhưng các bạn ấy vẫn không đi đóng thuế, không đi nộp thuế theo quy định, đợi đến khi mà cơ quan thuế họ gửi giấy mời về tận nhà mời đi khai thuế thì các bạn ấy mới đi. Và đối với những trường hợp này, đa số là sẽ bị phạt một khoản tiền không mấy là nhẹ đó. Có nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng là vì sao các cơ quan thuế họ có thể biết được chúng ta có thu nhập từ YouTube để mà truy thu thuế, gửi giấy mời để mà đi đóng thuế. Thì cái này rất là dễ hiểu thôi. Như chúng ta đã biết thì kể từ 2019, các ngân hàng đã không còn hỗ trợ chúng ta nhận tiền mặt bằng hình thức quét tiền Union nữa, mà thay vào đó là chuyển vào tài khoản ngân hàng. Lý do chính của việc này đó chính là để mà nhà nước dễ dàng truy thu thuế thôi. Bởi vì là có thể nhiều bạn chưa biết, đó chính là cơ quan thuế nhà nước hoàn toàn có quyền yêu cầu ngân hàng cung cấp dữ liệu để mà họ truy thu thuế các cá nhân, doanh nghiệp. Đó, bạn đã nhận được bao nhiêu tiền từ YouTube về tài khoản ngân hàng thì tất nhiên là phía ngân hàng đều có đầy đủ thông tin hết. Và đương nhiên là một khi mà cơ quan thuế đã kiểm tra thì họ sẽ biết được hết chúng ta đã nhận bao nhiêu tiền từ YouTube về. Đó, như vậy. Vì vậy cho nên là mình khuyên các bạn là khi mà đủ điều kiện thì các bạn hãy thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ nhé. Đi khai báo thuế và đóng thuế càng sớm càng tốt nhé. Rồi, ok, trong video này mình chỉ chia sẻ ngắn gọn như vậy thôi. Các bạn có thể bấm vào đường link một bài viết mình để dưới mô tả video để mà vào tìm hiểu chi tiết hơn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu cảm thấy hữu ích thì các bạn hãy cho mình xin một like. Và nếu bạn nào vẫn còn chưa đăng ký kênh, vẫn còn hiện nút đăng ký ngay bên dưới tiêu đề video thì các bạn hãy bấm vào nút đăng ký đó, sau đó nhấn vào biểu tượng hình quả chuông bên cạnh, chọn tất cả để mà nhận được video quan trọng nhất từ kênh Sơn Zim nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye các bạn.